Ánh Hồng ơi, hôm nay là ngày 6 tây tháng 12 năm 2021. Chị Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện bên nhóm tự phát của chị Tám Minh Trần gửi cho em 300.000, rồi chị Mười gửi cho em 100.000 nữa. Thông qua chị Tám ha, thì tất cả là chị đại diện Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm gửi cho em 400.000 nha. Rồi cưng nhận đi. Chị Tám Minh Trần nhóm tự phát. Đây chị Tám ơi, cũng như là Hồng. Hôm đây là em Trần Thị Ánh Hồng. Em sinh năm mấy cưng? Dạ 1968. Qua cái lần Linh trao tiền á, thì về nhóm Minh Trần chị Tám á, chị thấy thì chỉ có giao duyên lại với các bạn. Thì hôm nay Linh trở lại để đại diện với nhà hảo tâm tặng cho em ha. Cầu chúc cho tất cả luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Rồi thôi chị, bye bye nha. Cưng là bị suy thận ha. Em Hồng thì bị suy thận. Nhà của em thì em thuê, em không có nhà, cũng không có chồng con gì hết. Em thuê cái phòng ở qua cầu chợ Thịnh Trị, quẹo tay trái thì đi vô nhà trọ Tường Danh. Nhà trọ Tường Danh thì em thuê phòng ở đây. Một tháng mình thuê đây mấy trăm không? Rồi. Em cũng cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân cầu cho rồi để chị quay cái nhà trọ điện để cái người sau người ta có thấy á, người ta muốn trao nữa thì người ta tới đây nhà trọ Tường Danh. Còn hả, nếu mà quý vị không đi được, muốn thông qua Phương Linh thì Linh nhận, rồi Linh cũng sẽ trở lại để trao cho em Hồng. Số điện thoại của Linh là 082-888-1055. Linh cảm niệm công đức tất cả quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm, quý thiện nguyện rất là nhiều. Xin chúc tất cả được bình an. Rồi thôi chị về nha. Rồi, cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân, cảm ơn chị Phương Linh đã gieo duyên mọi người gặp. Em chạy thận là thứ mấy với thứ mấy? Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, ngày bảy. 3, 5, 7 em chạy rất chiều hả? Dạ, nhưng mà sáng đi nguyên ngày, buổi Tết chị sáng. Sáng 7 rưỡi phải đi rồi. Sáng 7 rưỡi đi. Đến 5 giờ rưỡi chiều. Tại vì bây giờ có Tết ha. Ở trong trọng mỗi một ca test, mỗi ca lọc thận vậy là bao nhiêu người? Mỗi lần lọc thận cũng tất cả một ngày 4 ca lận, mỗi ca là cũng 20 mấy 30 người. Ca 3 tiếng rưỡi. Rồi hai Linh về, rồi mấy ba nha.